Dạ vâng, Audio Đạt Gò Vấp xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Audio Đạt Gò Vấp. Dạ bữa hôm nay anh em mới về được một chiếc đài cassette với mã model là Sony CFS1058S dạ. Máy về còn khá đẹp, đặc biệt hoạt động hoàn hảo tất cả các chức năng. Em sẽ quay cận cảnh chi tiết hết dạ. Đây phần loa bên trái dạ, còn khá đẹp dạ. Các cái vân chữ của nó đẹp và nét hết. Đây chữ Sony của nó đẹp. Đây phần thân máy ở trên dạ. Sony CFS1058 này dạ. Dạ vâng, đây là phía sau của máy. Anten zin theo máy luôn dạ, anten còn nguyên. Và dây loa này dây zin theo máy. Đây, nguồn điện IC là 220V. Máy thì là đa dòng điện, nhưng bên em đang để chế độ 220V cho dễ sử dụng dạ. Đèn tem và cũng như thông số của máy Sony CFS1058S Tokyo Japan đây dạ. Đặc biệt là còn hai cái khóa loa dạ, tai loa còn nguyên hết dạ. Máy còn liên lạc không có bị sức khác hay bị sức mẻ gì hết. Dạ vâng, quý vị đã có nhu cầu sử dụng là em có số điện thoại 0938 303 454 Đạt Gò Vấp. Rất mong nhận được sự đăng ký kênh từ toàn thể quý vị và các bạn. Quý vị bấm nút cái kênh sẽ nhận được những video bên audio Đạt Gò Vấp sớm có thể dạ. Bây giờ em đi vào mà test chức năng của chiếc máy Sony CFS1058S. Thêm phần băng cassette dạ, băng cassette nằm phía trên và băng cassette và phím cơ nằm phía trên rất là thuận tiện dạ. Để phần băng tổ hợp phím cơ của băng cassette và radio của máy thì là full 108 luôn dạ, bắt được tất cả các đài của Việt Nam. Các chế độ chọn nhà AM FM, chúng ta hát chế độ nào chúng ta để chế độ đó dạ. Để lúc tuning để mình dò đài ở đây dạ. Và máy có 3 chế độ dạ, 3 chức năng như tapper phần băng dạ, phần radio, phần line này kết nối thiết bị từ bên ngoài vào dạ, để cộng lại nằm phía trước rất thuận tiện để nút volume tổng của máy. Dạ, máy được trang bị 5 cần chỉnh equalizer đây dạ, chỉnh giải chép, xe mic và xe bass dạ, để ba lăng cân bằng loa trái và loa phải để chữa thì hát đều hai loa. Đây nút tông nhạc để chỉnh tông nhạc. Bây giờ em test phần băng cassette trước dạ, em chọn chữ là tapper, em bấm play để hát thì dạ. Cho tôi tình yêu để làm duyên nụ cười, tôi xin dâng vòng tay mơ rộng và đón người đi vào tim tôi bằng môi trên bờ môi. Nhưng biết chỉ là mơ, nhưng lòng nức nở, thương còn đi, yêu thì chưa đến, tên gọi tên tình chưa đổ bên đèo mô mà tan hương bông phương trời mây. Thôi nhé anh đi từ đây, kỷ niệm nào không có vui hay buồn, chiều không có hoàng hôn, tình nào hơn nước non. Rồi đây một mai lời thừa tội kể chuyện buồn vui hai đứa mình nghe. Một gian nhà chăn giấc mơ đêm êm, lắng nghe tiếng nhịp con tim, hai người gọi chung một tên. Em có về, về ngõ xưa, em có còn, còn từng đêm. Em đến sao cho tình chẳng khuya che mây mờ, buồn nào hơn đêm nay, buồn nào hơn đêm nay khi ngoài kia bão tố đầy trời. Từng cánh lá buôn ra trôi vào lòng đêm thâu, thương thầm mối tình ngâu. Ngày về ôi xa quá, cánh nhàn còn miệt mài. Dạ vâng, còn bằng hát tốt rồi dạ, nốt tốt rồi, chạy rất là ngọt ngào và nhẹ nhàng này. Dạ vâng, em tiếp theo em test phần radio của máy. Em chọn FM dạ. Vui vẻ nên là cảm thấy từ đấy là đi là thật sự phấn khởi.
Nghe những lời chia sẻ của chị Hiền là đã thấy chị phấn khởi như thế nào rồi, đúng không quý vị? Thu tạo không khí vui tươi cho vùng shop. Gia chủ muốn tổ chức lễ Katina phải có kế hoạch và đăng ký với nhà. Không biết là ở xã nào cả. Tôi cũng gửi bài hát này đến ông Trần Ngọc Diệp, là người hàng xóm của tôi, cũng ở Nghĩa Đô thôi. Nhưng mà ông ấy là thanh niên, cựu thanh niên xung phong. Tôi cũng xin chúc là các anh Hồng với lại ông Diệp, chúc các ông mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc. Có nghe được bài hát này thì liên lạc với tôi theo số địa chỉ, theo số điện thoại là 37563280. Và tôi cảm ơn ban biên tập và cảm ơn chương trình nhé. Dạ vâng, và sau đây xin mời bác cùng quý thính giả nghe bài hát Chào Sông Mã Anh Hùng, sáng tác nhạc sĩ Xuân Giao do nghệ sĩ nhân dân Trung Kiên trình bày. Dạ vâng, và đây ông sống rất là tốt chứ. Còn nó cộng line in, chúng ta kết nối tới biển ngoài vào. Và gọi đây là in hát rất là hay dạ. Dạ vâng, máy hoạt động hoàn hảo tất cả các chức năng rồi dạ. Quý vị nào có nhu cầu sử dụng là em có số điện thoại 0938303454. Đạt Gò Vấp xin kính chào và hẹn gặp lại toàn thể quý vị và các bạn trong những video tiếp theo. Em xin chân thành cảm ơn.